Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn mang tính đặc thù của một đơn vị y tế hoạt động trên địa bàn huyện miền núi, nhưng Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã tiếp nhận 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và điều trị khỏi. Chúng tôi cũng rất tự hào là có một cái đội ngũ bác sĩ có trình độ để mà điều trị COVID-19. Bệnh viện và đội ngũ bác sĩ đã góp một phần vào cuộc chiến chống đại dịch. Được nhờ các y bác sĩ chăm sóc tình nhiệt tình. Thứ nhất là về vấn đề ăn uống thì cũng rất là đầy đủ, rất là vui sướng. Biết ơn các y bác sĩ đã giúp em trong thời gian qua. Đặc biệt khi xuất viện do gia đình bệnh nhân 229 không sắp xếp được người đưa đón, nên bệnh viện đã bố trí xe đưa bệnh nhân về nhà tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nơi đã tiếp nhận và điều trị cho 10 ca bệnh. Và niềm vui của mỗi y bác sĩ cũng nhân lên khi bệnh viện đã điều trị khỏi và xuất viện cho 9 trường hợp sau nhiều lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Những cái cảm xúc riêng tư của bản thân thì chúng tôi đã nỗ lực phấn đấu để cho người bệnh ra viện sớm. Và cũng là niềm động viên để cho anh em có nghị lực để tiếp tục điều trị tiếp cho các cái bệnh nhân khác. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể y bác sĩ trong bệnh viện rất quan tâm và nhiệt tình. Những lời cảm ơn của bệnh nhân và niềm vui của gia đình bệnh nhân khi được đón người thân trở về là niềm động lực rất lớn đối với đội ngũ y bác sĩ tiếp tục nỗ lực không ngừng trong cuộc chiến chống dịch bệnh.